Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình, Boss Liên Quân đây. Nếu như các bạn đã theo dõi các giải đấu quốc tế từ lâu thì sẽ biết đến chiếc vô địch của Team Flash tại AWC và AIC 2019 và ADC giành được danh hiệu FMVP khi là người chơi đi rừng xuất sắc nhất cả mùa giải. Tuy nhiên, bên phía đại diện của Mad Team đến từ Đài Bắc Trung Hoa có một tuyển thủ cũng xuất chúng không kém và được coi là đối trọng của ADC lúc bấy giờ, chính là Nein. Ngày hôm nay, hãy cùng Boss Liên Quân vươn ra thế giới để tìm hiểu tất tần tật về vị đại vương này nhá. Nein có tên thật là Jun Sen-sang, anh chàng sinh ngày 11 tháng 11 năm 2000 tại mảnh đất Đài Loan. Tính đến thời điểm hiện tại, Nein là một trong những tuyển thủ Liên Quân nổi tiếng nhất thế giới nhờ tài năng và bề dày thành tích. 3 chiếc vô địch giải quốc nội Đài Loan, 2 cúp vô địch quốc tế và nhiều danh hiệu cá nhân khác trong bộ sưu tập của mình. Xét về phong cách thi đấu, Nein nhiều lần được đánh giá cao hơn cả những thần rừng hàng đầu như F1, Bung hay ADC vì sở hữu một bể tướng đa dạng cùng khả năng tự sinh tự diệt cao. Top 5 vị tướng yêu thích mà Nein sử dụng khá nhiều trong các giải đấu là Nakross, Violet, Lindis, Ngộ Không, Slim. Anh chàng có thể thi đấu và di chuyển độc lập, không cần đồng đội phải dồn tài nguyên nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng tiền để tỏa sáng trong các trận đấu. Nein bắt đầu con đường thi đấu Liên Quân Mobile chuyên nghiệp trong màu áo của J-Team vào cuối năm 2017. Khi ấy, tuyển thủ trẻ này chỉ mới 17 tuổi nhưng sớm được coi là một hạt giống tiềm năng. May mắn hơn nhiều tuyển thủ khác, anh chàng đã có những bước đi đầu tiên vô cùng thuận lợi khi chỉ mới ra sân nửa năm nhưng đã có được chức vô địch GCS mùa xuân và hạng 2 mùa hè năm 2018. Đây là một giải đấu quốc nội nổi bật nhất của Đài Loan, quy tụ những đội tuyển tiềm năng để tìm kiếm đại diện tham dự cho các giải đấu quốc tế. Việc sở hữu KDA ấn tượng xuyên suốt giải đấu cũng giúp tuyển thủ này được vinh danh là sát thủ hàng đầu. Và ngay cả khi lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước ra đấu trường quốc tế AWC cùng năm, Nein cùng những người đồng đội đã leo lên được vị trí thứ 3. Nhưng sang AIC, J-Team ẵm ngay chiếc vô địch khi chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước đại diện Việt Nam Team Flash. Danh hiệu FMVP cũng thuộc về người chơi đi rừng. Có thể nói, dù cho tại Đài Loan hay cả Việt Nam, cũng gần như không một tuyển thủ nào có thể gây được nhiều ấn tượng cho khán giả trên khắp thế giới ngay từ khi mới bước chân vào nghề như Nein. Sang năm 2019, ngày 3 tháng 1, vì một vài lý do nên J-Team chính thức công bố giải thể, Nein cùng 4 đồng đội thân thiết là Benny, Win, Yuyong, Star cùng đầu quân cho Mad Team. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Mad Team cũng đã có những kết quả không như ý bởi sự ra đi của hai thành viên cốt cán là Win và Benny. Tại AWC 2019, cả đội vẫn xuất sắc đi tới vòng chung kết và gặp lại Team Flash. Nhưng lần này, Á quân 4-0 năm nào đã khiến Nein cùng những người đồng đội gặp khó khăn và bị kéo tới tận ván đấu thứ 7. Có lẽ vì yếu tố tâm lý nên Violet của Nein tạo ra quá nhiều tình huống sơ hở. Đặc biệt, anh chàng bị Team Flash bắt top trong tình huống ngộn nhào cuối trận đấu dẫn đến Mad Team thất thủ và cái đáng trở thành cựu vương. Sau thất bại đó, đội hình của Mad đã nhiều lần có nguy cơ tan rã. Bản thân Nein cũng có lúc bị đem ra thử nghiệm ở vị trí xạ thủ đường rồng vì đã có nền tảng khi chơi AD đi rừng. Sang đến năm 2020, Mad Team quay trở lại với những gương mặt mới trong đội hình và Nein trở lại vị trí thân quen của mình. Dù vượt qua GCS mùa xuân khá khó khăn, nhưng cả đội lại khởi động khá tốt tại ABL 2020 với hạng nhất của vòng bảng. Khi có cơ hội gặp Team Flash, đối thủ năm xưa mà chính Mad Team và Nein luôn đánh giá cực cao, cả đội đã có màn báo thù ngoạn mục với sức hủy diệt quá lớn của Nein. Tuy nhiên, vị thần rừng Đài Loan cùng đồng đội cuối cùng chỉ đạt hạng tư Trung Quốc khi liên tiếp bại trận trước hai đại diện đồng hương là Flash World và Hong Kong Altitude. Nhưng sau đó, Mad Team đã được an ủi bằng chiếc vô địch GCS hè 2020 và AIC cùng năm. Tuy nhiên, mặc dù Mad Team vẫn là một cái tên hàng đầu trong giới Liên Quân Mobile, nhưng sức càn quét của họ không còn quá mạnh mẽ. Bằng chứng là tại AWC 2021, đội chỉ có thể đứng tại vị trí thứ tư sau thất bại 1-4 trước đội tuyển Việt Nam là Sài Gòn Phantom. Và tròn 3 năm sau sự kiện J-Team giải thể, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022, cộng đồng Liên Quân khắp thế giới được một phen dậy sóng khi Nein tuyên bố giải nghệ vì lý do không đảm bảo sức khỏe sau 2 tháng trở thành tuyển thủ tự do. Ai cũng đều cảm thấy tiếc nuối bởi vị thần rừng này đang ở trên đà đỉnh cao của sự nghiệp và tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Tuy vậy, anh chàng vẫn thường xuyên livestream Liên Quân với tần suất 2 lần một ngày để trò chuyện cùng khán giả.
Nhiều lần Nain sang server Việt Nam để lập đội giao lưu bởi anh chàng chia sẻ rằng bản thân rất yêu quý các cổ động viên người Việt. Vào đầu tháng 7, tình trạng sức khỏe của Nain tiếp tục có vấn đề. Anh chàng đăng một bức ảnh bịt kín một bên mắt với dòng chữ có nội dung đau chết đi được, tối nay không livestream được nữa rồi. Tưởng rằng Nain sẽ tạm gác sự nghiệp mãi mãi, nhưng gần đây Nain chính thức trở lại sân chơi Liên Quân Mobile chuyên nghiệp với màu áo Golden Lovely Man để thi đấu cho GCS mùa hè năm 2022 cùng với hai người đồng đội cũ quen thuộc là Star và Benny. Lần comeback này khiến các fan hâm mộ vô cùng háo hức để được chứng kiến tài năng của cựu thần đồng năm xưa, nhưng đồng thời cũng tỏ ra lo lắng vì không biết liệu sức khỏe của anh chàng có đủ đảm bảo để quay lại chế độ tập luyện hà khắc hay không. Nhìn chung, Nain vẫn luôn là cái tên thuộc hàng top của Liên Quân Thế Giới nhờ tài năng và bề dày thành tích của mình. Mong rằng lần quay trở lại này, Nain sẽ tiếp tục tạo ra thật nhiều địa chấn hơn nữa để tìm lại ánh hào quang năm nào. Vị thần rừng này sẽ chẳng cần phải cố gắng chứng minh gì thêm nữa, bởi trong mắt rất nhiều người hâm mộ thì anh chàng vốn đã luôn xứng đáng với chức vô địch. Còn các bạn có yêu thích vị thần rừng này không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé! Và đừng quên cho Boss Liên Quân một like và một subscribe để chúng mình có thêm thật nhiều động lực ra các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!